Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay lại về cho anh em một cái siêu phẩm. À, bây giờ vô đây đi. Thấy không? Bây giờ tự nhiên nhà mình thành chuyên CB sao? Đây CB với lại CB. Đó, em quay cho anh em xem đây. À, đợi xíu mình lấy cái giấy tờ của con xe ra một cái. Giấy tờ chìa khóa của xe. Thì chuẩn bị hết đầy đủ giấy tờ rồi. Thì cái đầu tiên thì mình nói là con xe này rất là đẹp, siêu can luôn. Hầu như là cái bình xăng là mọi thứ là không có chạy xước. Đó. Xe rất là mới, 5.000 cây. Siêu phẩm, vì sao nói siêu phẩm? Em có thể quay gần ở đây cho anh em xem. Đây, thì xe đăng ký vào ngày 17 tháng 8 2020 nha anh em. Thấy không? Rồi, ok. Rồi, 17 tháng 8 2020 quay kỹ cho anh em. Thì xe có sửa bảo hành nè. Xe được tặng một cái bộ ốc bên năng 1 triệu mấy luôn. Đây là bộ ốc bên năng của CB650. 1 triệu mấy nha anh em. Chủ mua chưa gắn luôn nha. Đây, anh em nào mua cái này thì biết nha. Đó, để đóng bụi luôn anh em thấy không? Rồi. Còn này là sổ bảo hành, chìa khóa dự phòng. Anh em nhìn kỹ nha. Cái này là chìa khóa dự phòng. Còn cái này là sổ bảo hành rồi vận chuyển miễn phí mua từ hãng. Xe này một chủ duy nhất nha anh em nha, một chủ đập thùng nha. Bên mình thì bán xe lý lịch rõ ràng nên anh em cứ yên tâm. Rồi bây giờ mình sẽ quay vô từ từ chiếc xe nè. À, thì chưa gì anh em thấy cặp chợ sáng đúng không? Đồ chơi rất nhiều. Cặp chợ sáng L4S. À, cho anh em coi cái chợ sáng. Có bộ công tắc rất là đẹp nè. Đây, quay anh em bộ công tắc. À, bộ công tắc rất là đẹp, anh em thấy chưa? Rồi, quay ra trước để anh em cho anh em coi chợ sáng nè. Lên chưa? Lên chưa? Đó, hai công tắc hai bên, hai chợ sáng. Đó. Nó đẹp. Rồi, tiếp theo cái vỏ xe bao liếm luôn, mới tinh. À, bao liếm luôn anh em. Liếm thử. Mới luôn. Rồi xe có gì nữa? Chống độ trước. Đó, hai đĩa thì đương nhiên mấy xe 650 có chống độ trước. Anh thấy chống độ trước không? Rồi, bảo vệ các nước. Đó. Rồi, tiếp theo là chống đổ khung luôn. Cái này là xe này là chống đổ khung luôn chứ không có phải là cái chống đổ thường của mình nữa. Chống đổ nguyên cái khung luôn, rất là đẹp, bự bao hết cái cục máy luôn cho nên anh em khỏi sợ mà ngã đổ va chạm. Ở đây có thêm lên thêm một cái lường ở dưới để bảo vệ cổ bô nè. Cái lường này nè, là biết bao nhiêu tiền rồi anh em ha. Nãy giờ là hơn chục triệu rồi đó. Hơn chục triệu rồi đó. Còn nè anh em coi nè. Đây nè, một cái đẹp đó nè. Siêu chưa bóc luôn nè anh em. Đó, siêu từ hãng luôn, vẫn còn nguyên. Đó, quá đã anh em ha, xe quá đã. Rồi, chìa khóa đồ chơi nè. Đó, nhìn đã không? Cái chìa khóa dự phòng nãy là quay cho anh em rồi đó, bây giờ chìa khóa đồ chơi. Rồi, tiếp theo là giá đỡ điện thoại. Đó, anh em đi bỏ điện thoại vô. Đó. Rồi, odor. À, 5.000 một chủ đập thùng. 5.700. Siêu lướt, siêu đẹp luôn. Rồi. Nữa nha, còn nữa nha. Rồi, nguyên set bô, bô zin còn luôn nha. Đây, em quay nguyên set bô từ đây xuống đây. Nguyên set bô real, bô zin còn luôn nha. Set bô này chắc cũng mười mấy triệu á anh em. Đó, mười mấy triệu, cái này có tiêu nha anh em nha. Đó, có tiêu nè, đó, cái tiêu thấy không? Rồi, giờ cho anh em nghe tiếng bô đi ha. Rất là siêu phẩm ha, siêu phẩm cái là bởi vì xe nó đẹp, nó keng. Có tiêu nha, tháo tiêu là to nữa. Nó bị càng ngạt cái tiêu á. Ngạt cái tiêu. Mà nói chung đi gì cũng lịch sự anh em. Rồi quay cho anh em coi bình xăng nè. Không một vết chày luôn, soi gương được luôn á anh em. Nhìn nó đã nè, soi gương nè. Đó, đang soi gương. Đã lắm luôn, có siêu phẩm rồi. Ốp bảo vệ bình xăng carbon nè, thấy không? Của GTR luôn, Thái Lan. Mình mê nhất cái bình xăng không một vết chày luôn. Rất là kỹ luôn, xe rất là kỹ luôn. Rồi tiếp theo nè, xi nhan nè, em quay cái đuôi xi nhan cho anh em coi. Cái đuôi xi nhan nè, để
đẹp không? Đó, xe này còn bujin nha, đó. Bọc mở xi nhan nè, đó, đã không? Xi nhan mất tiền nha anh em. Phải nè. Đó. Bát biển số nè, rất là cứng nè, bát gì mới là lên nè anh em. Cứng nhắc luôn nè anh em. Quay qua đây, quay cái bát biển số. Anh nói bát biển số, quay bát biển số đó, đây, thấy không? Cứng nè, cái tay mình nè, lực không nè. Em quay zoom mình nè. Cứng lắm, đè xuống rất là cứng, đi đường xa rất là đã. Rất đẹp không? Coi vỏ sau nè. Mới ken xà beng luôn nè, thấy không? Thấy không? Mới ken xà beng luôn. Rồi còn cái gì mà để chê nữa anh em? Xe đẹp tuyệt vời luôn. Em quay vòng cho anh em xem á. Quá đã luôn anh em. Cái này đó là nguyên một set bô gọi là full system anh em. Từ đầu đến đít luôn. Nguyên set bô của nó là từ đầu đến đít vậy nè. Rồi anh em tháo ra thì anh em tháo ra, còn anh em lắp bujin thì anh em lắp bujin vô một cái thôi. À, cái bảo vệ các nước này nó bảo vệ tới đây luôn nha anh em. Nó bảo vệ qua đây luôn nè ha. Nó bảo vệ qua cái phần này luôn, chứ không phải là bảo vệ phía trước không ha. Nó bảo vệ bên cái miếng nhôm của cái các nước luôn á. Nó bảo vệ qua tới đây luôn. Đó, còn cục máy là khỏi nói luôn, tuyệt vời luôn. Xe này lên đồ bảo vệ rất là sướng luôn. Đó, nguyên cái này nè, nó bảo vệ từ đây qua đây xuống đây luôn. Anh em lỡ có ngã cái là nó không có dính. Không dính nó đẹp chỗ này sao không chà kéo. Nè, rồi chưa? Rồi chà kéo nè, chỗ này chà cũng sót nữa. Ẩu quá. Rồi, đó. Rồi, quay cận thôi. Xe không một vết chày nha anh em. Đó. Chà kéo sạch sẽ luôn rồi đó. Rồi, nhờ quay á, mới phát hiện còn sót một chỗ nhỏ. Đó, vậy mới là xe cộp, xe can. Đó, nói anh em xe cộp, xe can là vậy đó. Là xe thứ nhất là nó đẹp. Nó đẹp tuyệt vời. Thứ hai là nó nhiều đồ chơi. Này là gọi cộp can luôn. Cộp là nhiều đồ chơi, còn can nữa. Những cái tiện ích nó mang lại cho anh em sẵn luôn. Còn xe này nói thiệt anh em, xe này á, anh em có vợ, có gia đình, chở người yêu rất là thoải mái nha. Rất là ok, cái yên nó bằng, nó liền á. Cái này một máy 6 chạy thoải mái nha anh em nha. Đó. Máy 6 chạy cực kỳ thoải mái. Rồi ok anh em, đây anh em coi tay thắng nè, quay cho anh em. Nhìn rất là ken, rất là đã ha. Đó anh em nhìn là ghiền, mỗi lần nhìn là ghiền. Rồi ok, anh em nào thích thì liên hệ mình ha. Thì giá bán em này giá chỉ bằng như xe zin thôi, 215 triệu nha anh em nha. Đó, anh em nào alo cho mình thì mình sẽ để xe lại cho anh em. Một chiếc 2020-2015 xe lướt. Quá hợp lý luôn anh em. Tiết kiệm được khoảng, để mình tính coi. Bây giờ xe mới khoảng 250 ha. Biển số là luôn là 250, 257. Mình có em mới mua là 257. Đồ chơi khoảng, con này khoảng tầm 25 triệu nữa. Rồi tiết kiệm hơn 50 triệu luôn anh em. Tiết kiệm hơn 50 triệu luôn. Chìa khóa, giá đỡ điện thoại, bảo vệ chất nước, chống đổ khung, bô độ, đuôi, xi nhan. Quá tuyệt vời. Rồi ok, anh em nào mến thì cứ liên hệ cho mình ha. Đó, rồi có thêm ba cái này nữa nè, mấy cái này lắp nhắc 1 triệu mấy trăm nữa anh em. Đó, rồi xe có lý lịch rõ ràng luôn. Rồi anh em nào thích thì cứ liên hệ cho mình, số điện thoại 0916640653. Bên mình là chuyên thu mua các dòng xe mô tô, phân khối nhỏ, phân khối lớn, tay ga. Và bên mình nó có hỗ trợ bao quay đầu cho anh em luôn. Tại vì mình bán ra những xe đẹp mà anh em. Xe đẹp thì hỗ trợ anh em đi kỹ mà không tai nạn đâm đụng gì hết là mình thu hết. Đó, bên mình là chuyên xe lướt. Chuyên xe lướt, chuyên xe đẹp. Rồi bên mình nó có dịch vụ rửa xe nè. Đó anh em thấy không? Tại vì sao mà anh em hay qua mình rửa và bên mình rửa đắt? Tại bởi vì mỗi chiếc xe mình rửa, mình bán, mình dọn rất là đẹp thì mình rửa xe cho anh em cũng đẹp như vậy. Đó, và đây anh em thấy nguyên một vàng, một vàng dung dịch để rửa xe luôn. Còn bên đây là nguyên vàng nhớt nhập khẩu của mình. Trên lầu là mấy chục thùng nữa. Ở đây mình để chân vài thùng thôi. Đó, nguyên vàng nhớt nhập khẩu của mình. Xe hơi với lại xe mô tô. Rồi xe số nhỏ cũng có. Xe tay ga cũng có luôn. Có những dòng tay ga rất là êm cho anh em. Rồi cảm ơn anh em ha. Hôm nay là về một em siêu phẩm cho anh em. Chúc anh em một ngày làm việc thiệt là tốt lành nha anh em. Và ngày càng thành công hơn. Thành công để có nhiều tiền để ghé mình mua xe. Thì xe này quá đẹp rồi, mình không có phải nói gì nữa. Bốn máy bền, tiết kiệm nhiên liệu lắm nha anh em. 20 cây một lít. Anh em mà muốn tiếng bự bự là anh em tháo cái tiêu ra là nó bự kinh khủng luôn. Còn anh em muốn thích êm êm như nãy là để cái tiêu đi là chơi. Có chợ sáng đầy đủ luôn, lên rất là tuyệt vời. Rồi ok anh em ha, vậy là hôm nay mình kết thúc clip ở đây.
Rồi anh em mình ngắm cái siêu phẩm rồi anh em nào thích thì cứ alo cho mình thấy giá cũng rất là hợp lý ha anh em ha. Rồi cảm ơn anh em nhiều.